Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử phúc thẩm nhóm đối tượng đột nhập trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang, huyện Krom Năng để phá két sắt lấy trộm hơn 400 triệu đồng. Tám bị cáo được đưa ra xét xử phúc thẩm gồm Trần Anh Võ, Trần Đức Kế, Nguyễn Hữu Hóa, Nguyễn Kim Thuần, Dương Phương Nam, Đinh Lê Duẫn, Trần Đình Thiện Phước, trú ở hai xã Epoch, xã Tam Giang, huyện Krom Năng và bị cáo Hở Út Mở Lô, trú ở xã Edrong, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Trần Anh Võ là cán bộ tư pháp hộ tịch của xã Tam Giang. Võ có quan hệ họ hàng với Hoàng Thập Nhất. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm cấp huyện, bị cáo Hoàng Thập Nhất đã thành khẩn khai báo và chấp nhận án phạt 7 năm 6 tháng tù giam. Còn lại, 8 bị cáo này không chấp nhận bản án sơ thẩm, đã kháng cáo, nên Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa cả 8 bị cáo này ra xét xử phúc thẩm. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân và quá trình xét xử phúc thẩm đã làm rõ, đầu tháng 12 năm 2018, Võ tiết lộ cho Nhất biết thủ quỹ của xã Tam Giang sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp cho cán bộ công nhân viên xã, nên cả hai cùng bàn chuyện sẽ đi lấy trộm tiền trong két sắt của Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang. Đến ngày 11 tháng 12 năm 2018, Võ gọi điện báo cho Nhất biết tiền đã được thủ quỹ của xã Tam Giang đưa về trụ sở ủy ban. Nên Nhất đã rủ 7 đối tượng kia đến một quán cà phê cùng bàn kế hoạch và đến khoảng 22 giờ đêm ngày 12 tháng 12 năm 2018, Nhất cùng 7 đối tượng trên đã mang theo búa, đục, kìm cộng lực, bao tay, xà beng, ba lô và được Võ dẫn đường vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang. Nhóm này đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa chính vào trong, rồi dùng xà beng cậy cửa phòng kế toán, văn thư, thủ quỹ để đục phá két sắt. Võ có đứng xem nhóm của Nhất phá két sắt một lúc thì Võ về trước. Lát sau, nhóm của Nhất về nhà nghỉ đã thuê trước đó, lấy số tiền trộm cắp ra đếm được hơn 400 triệu đồng. Các đối tượng chia nhau tiêu xài, Võ, Nhất, Hở Út, Thuần, Kế, Hóa, mỗi người 50 triệu đồng, Duẩn, Nam và Phước mỗi người 30 triệu đồng, còn 10 triệu đồng Nhất giữ lại để cả nhóm ăn nhậu chung. Với những hành vi đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Võ, Hóa, Thuần mỗi bị cáo 10 năm tù giam, Kế 9 năm 6 tháng tù giam, Nam và Phước mỗi bị cáo 9 năm tù giam, Duẩn và Hở Út mỗi bị cáo 7 năm tù giam.